Anh đưa cái mót em đi. Rồi, rửa nó quay ra quay rửa chim luôn. Rửa lấy ra đã ăn, lấy ra rồi mở nó. Rồi, để gỡ chim ra anh em xem. Gỡ sạch tầng. Để máy này đi cửa làm sao. Rửa từ mình để quay à, mình giữ cây đây, giữ cây ra khỏi rung đây, để này nó rung quá à, dính ăn xíu nè. Rửa giữ cây rửa rửa chim rất là nhẹ luôn nha, sạch tưng luôn. Rồi, ok nha anh em, đây rửa lông ra này.